Bàn tiệc để cúng tế thần thánh vô cùng hành tráng được bày 88 món tiệc đều được thể hiện bằng những tác phẩm nghệ thuật khiến người ta không thể rời mắt. Như dãy núi, phong cảnh Khương Sơn này là được làm bằng gừng tươi, tiếp tục ngắm những bức tượng thần linh trên bàn tiệc đều được khắc bằng khoai môn vô cùng tinh xảo, không thua kém tác phẩm điêu khắc bằng ngọc trắng. Ba món cúng thịt gia súc kiểu truyền thống là quá đỗi bình thường, vì vậy chú lợn sữa quay đeo kiếng mát lại còn phì phèo điếu xì gà quả thật vô cùng sinh động bữa yến tiệc dành cho vị thần thánh vô cùng đẳng cấp như vậy đều là tác phẩm của cả gia đình đầu bếp nổi tiếng Tạ Văn Phương. Đây là mô hình thu nhỏ của đại tiệc hoàng gia mãn hán để mời các vị thần thánh thụ hưởng với lòng thành kính lớn nhất, chất lọc những tinh hoa kết hợp với nghệ thuật nhân văn để cảm tạ vị thần thái tử gia phù hộ. Hàng năm, ngôi chùa Thái Tử Cung ở Trương Hóa đều tổ chức bữa tiệc cúng thần gọi là Yến Vương, trong đó đặc biệt cầu kỳ trong nghệ thuật bày tiệc thông qua nghệ thuật điêu khắc củ quả, cách sắp đặt đĩa bát để mọi người được chiêm ngưỡng những dụng cụ đựng các món đồ cúng. Ngoài ra, đồ đựng các món ăn cũng rất cầu kỳ với ly đựng bằng vàng 24K, đồ thiết, đồ sứ. Theo đầu bếp Tạ Văn Phương cho biết, toàn bộ đại tiệc Yến Vương với mức tổng kinh phí gần 4 triệu đài tệ gồm cả chi phí đồ đựng đồ cúng, bàn ghế. Đã 10 năm liền, năm nào chùa thái tử cung cũng đều tổ chức đại tiệc yến vương mỗi năm lại một to hơn nhộn nhịp hơn vừa là để truyền bá văn hóa truyền thống vừa giúp cho người dân có thể chiêm ngưỡng nét văn hóa tổ chức bàn tiệc hoàn toàn khác biệt